Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với Tin Hit TV, nơi liên tục cập nhật những tin tức hot nhất và mới nhất trong ngày và trong tuần. Hai tên cướp điện thoại đâm hụt người dân truy đuổi, giật điện thoại rồi tháo chạy. Nhóm cướp bị người dân truy đuổi nên rút dao chống trả khiến hai người bị thương. Tối ngày 28 tháng 5, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ra tay giật điện thoại của người đàn ông rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân hô hoán cùng người đi đường truy đuổi. Khi đến trước cửa hàng tiện lợi số 1182 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, người dân đuổi kịp lao vào khống chế nhưng bị hai tên cướp chống trả quyết liệt. Một đối tượng trong nhóm cướp đã cầm dao tấn công về phía người truy bắt khiến hai người dân bị thương khá nặng. Một đối tượng bị người dân khống chế ngay tại chỗ, đối tượng còn lại chạy vào khu dân cư trốn nhưng cũng bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Nghi can trực tiếp đâm người là Trần Ngọc Danh, 22 tuổi, quê An Giang. Kẻ bị thương tên Lê Minh Vũ Nghĩa, 20 tuổi, quê An Giang. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức của chúng tôi. Xin hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tin Hit TV của chúng tôi. Và đồng thời quý vị và các bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất từ chúng tôi, ngay khi chúng tôi ra video mới. Xin chân thành cảm ơn.